Hello, xin chào mọi người nha. Hiện tại giờ Hân Trần có mặt ở quán cơm xã hội 2000 cả nhà ơi, dành cho người thu nhập thấp ở đường Bến Dân Đồn. Nhóm Hân Trần thì rất là đông luôn, nhưng mà đến thì không có ai mở cửa hết. Thì giờ làm sao giờ? Chị ơi, chị ơi. Rồi, gọi đi cả nhà ơi. Đến đây thì không có thấy ai hết. Ngoài ra bên đây là bờ sông ha, bờ sông rất là đẹp luôn. Lát rồi Hân Trần bơi với Quý ở đây cũng vui lắm nè. Thích bơi không? Có nước đạp cái tiền. Có nước đạp cái tiền 924. Cầu đẹp ghê không? Cầu này cầu ông Lãnh nha cả nhà. Bên đó là chợ đồ chợ muối. Chợ gì? Cầu muối, cầu muối. Trời ơi lâu quá. Bây giờ cái chợ đó giải tỏa về chợ Bình Điền rồi. Ngày xưa là tập trung tất cả các chợ về Bình Điền. Chứ ngày xưa ở đây bán hải sản nhiều lắm. Rồi bây giờ là đứng đây đợi hay sao ta? Ở sát bên là bán tiệm Hàn Quốc nè cả nhà. Em sẵn đây em quảng cáo luôn, bên đây bán Hàn Quốc. Còn ở bên đây là bán ở bên đây là bán đồ Hàn Quốc nha. Bây giờ chị kêu người đó quay lại đây rồi em đi qua bên quận không được đó. Em lấy rồi em quay lại. Dạ liên hệ em được. Dạ. Vậy đứng đây đợi 15 phút hay là sao? Đi qua bên kia phát đi. Qua bên kia phát cái đi rồi xong rồi quay lại đây. Rồi cũng được. Vậy thôi em đi qua bên kia phát rồi xong em quay lại đây cả nhà ơi. Ơi xe ngã kìa, nó chạy xuống rồi kìa. Trời, anh cứu em đi. Trời, anh ngồi anh quay clip vậy. Anh cứu em đi. Anh cứu em đi. Bây giờ biết sao giờ. Thôi rồi cứu rồi cả nhà ơi. Bây giờ chạy đi ha. Rớt chiếc xe xuống đất chứ không gì. Rồi giờ em chạy đi cả nhà ơi. Quý ơi vô ngồi luôn chung luôn với mấy em đi Quý. Hỏi hỏi với anh chị. Để lát hồi Hân Trần hỏi giờ. Ở đây rất là nhiều bé mặc đồng phục rất là. Bé nào cũng dễ thương hết cả nhà. Dễ thương đẹp trai lắm á. Rồi nhớ lấy Việt Kiều nha. Ở cuối cùng chung bé lấy Việt Kiều nha. Rồi anh cũng đẹp trai lắm trời. Rồi cảm ơn cô chú nè. Chào con. Chú chào bé. À đây cũng là con bé 5 tuổi nha. Nhìn sao mặt bé già mặt chú vậy con. Trời bé cái 5 tuổi đâu có già đâu, bé 5 tuổi mà. Bé bé mấy tuổi vậy? Rồi các con ngồi xích lên đây đi. Hiệp vào đây con. Sao bé bé bị gì mà bé mặc cái quần trắng vậy? Không giống mấy kia mặc quần đỏ quần đen. Bé 5 tuổi. Dạ bé mới vô trường. Bây giờ mới dựng bé thôi. Bây giờ mới dựng bé 5 tuổi thôi. Bây giờ mới vô trường. Mới dựng bé 5 tuổi thôi. Xích lên nhau. Em có nhận bé 5 tuổi không? Có, nhận hết luôn. Rồi mày ông Tâm Đức xin kính chào các quý anh chị Mạnh Thường Quân. Hôm nay mày ông Tâm Đức Quân Tư rất vui mừng được đón tiếp anh chị.
Máy ấm được thành lập từ năm 2010 với số lượng trẻ là 66 em. Hiện tại thì có 30 em gái ở đây từ 1 tuổi cho đến 14 tuổi đều đang đi học. Các em nhỏ đang tắm trên đầu. Còn các bạn trai 22 em thì đang học nội trú vì lý do là giới tính mình chia đôi ra. Và mình có 14 em khờ với tự kỷ đang học ở trường khuyết tật. Tất cả các con vênh tay chào cô chú thật lớn coi. Dạ chúng con kính chào cô chú. Rồi, Thính con đứng lên thay mặt cả nhà nói lời cảm ơn các cô chú đã thương yêu và tặng quà cho mình. Tôi cũng là bé 5 tuổi chứ. Ủa, tôi là bé 5 tuổi chứ. Rồi, con nói lớn lên. Dạ thưa các cô chú, con tên là Trần Tâm Hội Tính, năm nay con học lớp 6, trường trung học cơ sở Chi Lan. Con xin thay mặt cho đại diện Tâm Đức để nói lời cảm ơn cô chú. Các cô chú, chúng con vô cùng biết ơn các cô chú đã thương yêu và tặng quà cho chúng con. Xin chúc các cô chú hoàn nhiều sức khỏe để chia sẻ hạnh phúc cho. Dạ chúng con xin cảm ơn các cô chú đã thương yêu và tặng quà cho chúng con. Xin chúc các cô chú hoàn nhiều sức khỏe để chia sẻ hạnh phúc cho. Dạ, dạ. À, thì dạ em xin kính thưa tất cả mọi người ha. À, ở đây tụi em đến đóng góp thì cũng có một cái bằng của sư cô Thích Tâm Thuệ Huệ làm cái bằng đây cả nhà. À, cái sổ vàng công đức thì hiện tại giờ đến cái cơ sở này em cũng không quên tên máy ấm Tâm Đức, máy ấm Tâm Đức cả nhà quận 4 đó. Đến máy ấm Tâm Đức quận 4 thì tụi em có một phần quà, số phần quà như sau là tặng các con 10kg cá dứa và 40kg lạc xưởng. Này là xưởng trứng muối hay gì ạ? Ê, đổi lại tí xíu đi. Hết rồi là xưởng trứng muối luôn hay gì? Rồi đổi lại 10kg, 20kg, chẳng lẽ trứng muối không? Cái này là trứng muối không á nha, bây giờ có đổi lại không? Thôi cho một cái. Vậy là trứng muối không luôn không? Rồi ok. Tại vì anh Trần quay lên có hai cơ sở à. Để cho chị ra hai cơ sở luôn. Rồi ok. Thì tùy thôi. À, cái nào cũng được. Tại vì Hân Trần cũng định là có trứng muối và có truyền thống hai món. Thôi kệ đó. Rồi ok. Giống như này có hai cơ sở luôn nè. Rồi ok. Có hai cơ sở nè. Có cơ sở ở Đức Hòa, Long An nữa. Các bé bé nào cũng dễ thương. Chị cứ phát ra đi. Thôi khỏi phát, mấy bé phát, mấy bé cũng đâu có ăn uống gì đâu phát. Cái này là phải đưa cho nhà bếp. Quý thì không có được đâu nha, Quý ơi, Quý chưa có vô cơ sở này đâu. Dạ được, dạ được. Quý vô được mà, Quý có 5 tuổi. Không, 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 chị xuống đây chị ngồi chuyển. Hơn Trần 3 tuổi nè. Rồi, lá chào cô chủ ra ngay. Có được cái bằng cảm tạ công đức á, chúc mấy anh chị mình cùng ơn, cảm ơn tất cả mấy anh chị cùng ủng hộ cho nhóm Minh Trần. Wow, mấy bé này dễ thương á, tóc bà giá à, tóc bà giá dễ thương quá. Nói sao mà nó sẽ lớn lên. Chúng con kính chào cô chú. Rồi nhìn vô chú nói sao. Dạ kính thưa cô chú. À, nói sao? Nói lớn lên nhìn này. Con xin thay mặt. Hả? Nói lại lớn lên nhìn cho chú. Trời ngoan giỏi quá vậy, mới 2 tuổi ha. Giỏi quá à. Đây, dễ thương quá à. Con xin cảm ơn các cô chú đã thương yêu và tặng quà cho chúng con. Xin chúc các cô chú ở
Rồi các con ơi, thì ở đây á, là có lạc xưởng với là khô tặng cho ở máy ấm để cho các con ăn rồi các con đi học. Rồi cố gắng ở đây ăn học giỏi nha, khỏe nữa nha. Cũng hy vọng là Hân Trần có cái duyên với cái máy ấm Tâm Đức này, lần sau Hân Trần sẽ tiếp tục đồng hành tặng cho máy ấm Tâm Đức này tiếp tục những cái phần quà. Thấy bé tất cả các bé ở đây rất là bé dễ thương, các cô bảo mẫu cũng như là các sư đã dạy các bé rất là dễ thương, mà bé nào cũng ngoan hết á, sạch sẽ nữa cả nhà. Rồi ok. Mẹ em đã nhận 40kg lạp xưởng và 10kg cá dứa ạ. Mẹ em xin chân thành cảm ơn các anh chị ạ. Rồi chúc mấy anh chị thật nhiều sức khỏe để chia sẻ cho những mấy ấm này và những mấy ấm khác nữa ạ. Các hoàn cảnh ở đây là đa số là như thế nào em? Cả thì đi một coi. Một coi hết đó hả? Dạ, đúng rồi. Bé lớn nhất ở đây là bao nhiêu tuổi? Dạ. 14 tuổi, bé nhỏ nhất là 2 tuổi rồi. Dạ, 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi nè, dễ thương ghê, trắng bóc luôn. 2 tuổi rưỡi. Hưng Trần nhận thấy là phía bên kia cũng có hớt tóc cho mấy bé nữa nè, tự nhà hớt nữa. Tự cắt. Đó. Đó. Dạ, vô vô chụp hình luôn đi. Có ai muốn vô chụp hình lưu niệm không? Rồi không ai muốn chụp hình thì rồi quý đại diện đi quý vô chụp hình nè các em. Vậy em dắt đi lên. Rồi đi theo bé này rồi. Đi dắt chú lên lầu. Rồi mấy bé ngại bây giờ quý với Hân Trần đi lên lầu cùng bé này nè, lên lầu tham quan cơ sở như thế nào. Rồi con chào sư. Dạ chào sư. Đây cả nhà, ở đây là có tới 2 cơ sở đâu, mấy anh bắt rất quận tư nha. Đi con dắt chú đi. Đi đây. Rồi lên lầu cả nhà. Đây cơ sở rất là sạch sẽ luôn, nhà vệ sinh ở đây là lầu 1 đây này đó. Ủa cái chỗ này là ở chỗ này chắc là chỗ sinh hoạt phải không con? Cái chỗ này là chỗ gì con? Chỗ học hành đồ hả? Còn lên lầu nữa là cái chỗ gì? Chỗ ngủ hả? Là, đi rồi con dắt đường đi. Bé này cũng lành ghê. Bé còn người không? Từ đâu? Không. Không có người ở quanh. Còn đâu lên dẫn gì cẩn bà lên đầu coi. Ôi cái chỗ này là chỗ ngủ của mấy bé nè cả nhà. Ở đâu nữa? Đó. Lên nữa đi. Wow. Bé này chạy hay quá. Thôi bé chạy. Quý mốt vô đây ngủ chỗ nào trời? Ủa chung với bé luôn hả? Mắt mẹ lắm, ngủ đây sạch sẽ mắt mẹ. Trời ơi. Còn nữa, ở đây cũng chỗ ngủ của mấy bé nữa nè. Còn nữa, lên trời xin... ơi, cái rồi. Lên trời xin... mày... khám phá luôn à. Lên đây nghe nhạc kinh. Wow. Lại Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chư tổ ở trên là thờ. Nam mô A Di Đà Phật. Phù hộ độ trì cho con cũng như những anh chị có tâm làm thiện nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ cả thế giới giàu giàu sức khỏe luôn, cả thế giới giàu giàu sức khỏe. Biết quý cầu gì, quý cầu lâu lắm. Quý cầu sức khỏe đó. Quý chỉ cầu sức khỏe thôi, cả thế giới cũng giàu giàu sức khỏe ủng hộ quý nha. Cả thế giới giàu giàu sức khỏe luôn. Ủa lên nó ăn không quá. Hết rồi. Dạ. Mới xuống lầu rồi cả nhà. Giờ mới tới giờ mấy bé tập thể dục rồi. Dạ, cái này cô bỏ ngoài cũng được hoặc là bỏ tủ đông cũng được cô. Dạ được, đỡ đông càng tốt, cá, nhất là cá phải bỏ tủ đông cô. Dạ, rồi, rồi. Đâu đó? À, không, đào vỏ vô đây là ở luôn cũng được á, đào vỏ với Quy á. Thấy chỗ này vui á mấy em. Thôi vậy là nhóm mình tạm biệt đây nha. Rồi ok. Thank you các anh chị Việt Kiều và các bạn trong nước. Quý thầy mấy con bé, cảm ơn mấy anh chị trong nước ngoài nước ủng hộ bên quý nha. Quý là cảm ơn trong nước ngoài nước nha. Chào mọi người nha, hôm trần trở lại quán cơm xã hội 2000 à cả nhà ơi, dành cho người thu nhập chưa cao ha, có hẹn quay lại nè cả nhà. Giờ này cô cũng mới vừa mở cửa, trông tối quá. Quán ăn này xã hội cho nha. Ok mình đi à, tại vì để tặng là cơ sở nấu cơm mà. Để mình... bây giờ ghi trên cái thông tin đi, còn tụi em sẽ tại cái này là ghi trên máy thì nó sẽ chuyển qua cho chị. Anh cầm được ghi cái tay ghi tay. Dạ ghi cái tay thì nơi nào lòng tốt xuất hiện, nước ở nơi đó sẽ trong hơn, cỏ ở nơi đó sẽ sống xanh hơn. Dạ, nói tên đi. Dạ. Con tên Hương Trần, đại diện tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân nhận cái phiếu, có nghĩa là giống như người ta ghi cái phiếu có nhận ở đây. Kính báo nhà hảo tâm, sau khi đóng tiền hay hiện vật vui lòng nhận phiếu thu và kiểm tra cập nhật đóng tiền góp trên trang web quỹ bổn sen. Phiếu thu của chúng tôi có giá trị. Dạ Hương Trần. Dạ em đại diện mấy anh chị Mạnh Thường Quân em nhận phiếu. Đại
nhóm heo ngậu đứng ở ngoài. Bây giờ cũng còn một số vật phẩm là hôm nay cố gắng tặng cho hết cả nhà. Cũng còn lạp xưởng ngoài nữa. Nãy giờ tặng cũng cả trăm mấy ký rồi. Dạ rồi. Rồi. Chờ chúc mấy anh chị mạnh khỏe, luôn luôn dồi dào sức khỏe. Rồi, chúc cô rồi cũng mấy anh chị ở đây sức khỏe dồi dào để phục vụ việc thiện nguyện. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi vậy thôi con đi nha con. Rồi.